Ok, hôm nay chúng ta lại gặp nhau trong một buổi talk show. Thực tình là tôi không thích làm talk show cho lắm. Tại vì thường những cái video talk show ấy, nó không tiếp cận được nhiều khán giả mới. Chắc chắn là những cái ông nào mà đang xem cái video này là những người đã biết tôi từ trước rồi. Thì các ông mới xem đúng không? Tuy nhiên những cái khán giả mới chưa từng xem video nào của tôi, chưa biết tôi là thằng nào nhỉ, thì người ta có lý do gì để người ta ngồi nghe tôi nói đúng không? Tuy nhiên thì tôi vẫn phải làm video talk show tại vì tuần này tôi chả có ý tưởng gì cả. Ok, thì để cho buổi talk show này không bị nhàm chán thì trong lúc tôi vừa nói chuyện tôi sẽ vừa vẽ một bức tranh. Thì người mà tôi vẽ trong video hôm nay đó là một người đang rất là nổi tiếng gần đây, đó là Tổng thống Donald Trump. Tại sao nhiều người lại có vẻ không thích ông Donald Trump nhỉ? Ông này ông là một người rất là đáng nể mà. Tôi phải công nhận một điều rằng là thi thoảng ông này cũng có một vài cái hành động và một vài phát ngôn nó cũng hơi bị quá khích. Mà không chỉ ông này đâu, mà tôi thấy hình như là ai mà thuộc dạng cái vẻ mà thuộc dạng cực giàu ấy, thường thì ai người ta cũng có cái tính cách kiểu nó hơi bị quái gở như ông này đấy. Ngày xưa mà chủ của mấy chỗ mà tôi làm thuê ấy, cũng thuộc dạng gọi là cực giàu ấy, thường thì mấy người đấy ăn nói thường rất là hống hách. Và tôi cảm thấy như là người giàu ai cũng vậy. Tuy nhiên thì khi mà chúng ta theo dõi một ai đó thì chúng ta nên nhìn vào những cái gì mà người ta làm được, nhìn vào cái tài năng và cái sự cống hiến của người ta hơn là đi soi vào cái đời tư và cái lối ứng xử của người ta, đúng không? Ví dụ như là ông Donald Trump này đi, công nhận là ông này từ thời xưa ông hay có những cái phát ngôn là coi thường phụ nữ hay là phân biệt chủng tộc thật, nhưng nhìn lại thì ông ấy cũng có cống hiến cũng nhiều mà, đúng không? Ông này ông ấy viết mấy quyển sách khá là hay. Tôi là một người rất là ghét đọc sách, nhưng mà riêng sách của ông này thì tôi đọc đến mấy quyển rồi đấy. Mấy ông cũng nên đọc thử xem. Nhưng nói gì thì nói thì thực sự ông Donald Trump là một người rất là đáng để ngưỡng mộ mà. Các ông thử tính mà xem, ông ấy làm việc ở lĩnh vực nào cũng thành công. Từ kinh doanh nhà đất này, từ làm đến chương trình truyền hình thực tế này, xong đến cả làm cả chính trị ông cũng thành công. Ông ấy còn có một ngôi sao trên đại lộ danh vọng Hollywood cơ. Có nghĩa là bất kỳ một lĩnh vực gì mà ông này ông nhúng tay vào ông đều thành công. Ông này là ông ấy có đầy đủ từ tiền tài, danh vọng cho đến cả quyền lực. Tôi hỏi thật các ông nhá, giả sử nếu như là các ông thì các ông có muốn được như là ông Donald Trump không? Cái gì? Các ông không cần á? Thôi đừng xạo lồn nữa. Mấy ông sống ở trên đời này các ông không cần tiền thì các ông cần cái đéo gì? Nói chung là bớt xạo lồn lại ha. Không tiền thì cạp đất mà ăn. À, gần đây thì kênh thứ hai của tôi bắt đầu hoạt động trở lại. Thật ra này tôi đã định bỏ hoang cái kênh này. Tuy nhiên thì tự nhiên vào một ngày đẹp trời, YouTube nó lại gửi cho tôi một cái email thông báo là kênh của bạn đã đủ điều kiện bật kiếm tiền. Thế nên là vì cơm áo gạo tiền tôi lại phải làm video. Tuy nhiên thì nội dung ở kênh này nó có phần thay đổi so với ban đầu. Hồi trước là tôi làm video dạng kiểu âm thanh ASMR đúng không? Tuy nhiên thì sau một thời gian làm gần một chục cái video thì tôi mới nhận ra rằng tôi thực sự không thích tiếng ASMR đến thế. Và hơn nữa là cái căn phòng của tôi nó cũng không phù hợp để thu âm ASMR. Nhà tôi là nhà mặt đường, có nghĩa là tiếng còi xe nó chạy ngoài đường rất là ồn. Mà phòng tôi lại nó cách âm không tốt. Và mỗi lần để mà thu ASMR ấy, tôi toàn phải thức đêm. Vì ban đêm nó là cái thời điểm mà người ta ít hoạt động nhất, cho nên là sẽ hạn chế được tối đa những cái tiếng ồn đúng không? Và lần nào vẽ những cái bức tranh đó tôi cũng phải thức đêm. Có hôm phải thức đến tận 4 giờ sáng đấy. Và sau một thời gian dài thức đêm như vậy thì sức khỏe và nhan sắc của tôi bị xuống cấp trầm trọng. À, nội dung ở kênh đấy thì tôi sẽ chia sẻ những kinh nghiệm vẽ tranh, đại loại thế. Thực sự thì những cái kinh nghiệm vẽ tranh tôi không thể chia sẻ trên kênh này được. Tại vì cái kênh này nó đang có xu hướng phát triển theo hướng sàm lồn nhiều hơn. Ban đầu ấy, kênh này tôi lập ra là để chia sẻ kiến thức để vẽ vời. Và cái lúc đấy thì tôi mới suy nghĩ rằng hay là mình nên làm một vài video gọi là vui vẻ một tí cho nó đỡ căng thẳng. Nhưng mà về lâu dài thì tôi không ngờ là cái kênh này nó đang phát triển theo một cái hướng mà tôi không hề mong muốn. Tôi giống như là một thằng hề vậy. Cho nên là kênh thứ hai này tôi sẽ dùng nó để chia sẻ những kinh nghiệm vẽ vời mà tôi không thể chia sẻ ở trên kênh này. À, ngoài ra nội dung ở bên kênh đấy tôi sẽ cố gắng là không nói bậy nhé. Cho nên là những thằng nào ngày xưa và chửi tao là thằng vô văn hóa thì có thể qua kênh đấy để xem. Link ở dưới phần mô tả cái video này. Ngoài vẽ tranh ra anh còn có tài lẻ gì khác không? Ngoài vẽ tranh ra tôi còn biết diễn xuất nữa đấy. I'm with you, the American people. I am your voice. So to every parent who dreams for their child, and every child who dreams to their future, I say these words to you tonight. I am with you,
I am with you. I will fight for you. I will win for you. To all Americans tonight, in all of our cities, in all of our towns, I make this promise. We will make America strong again. We will make America proud again. We will make America safe again. And we will make America great again. God bless you and good night. I love you. Anh ơi, em có theo dõi fanpage Facebook của anh và em biết rằng anh hát rất hay. Anh có thể hát một cover một bài của chị Adele được không ạ? Uầy, lâu lắm rồi có người khen mình hát hay đấy. Để xem nào, nhạc của Adele á. Nhạc của bà này bài nào cũng căng. Chắc phải khởi động một tẹo đã. Oh yeah, we could have had it all. Rolling the deep, you had my heart and soul in your hand. And to play it, and to play it, and to play it, and to play it, and to the beat. Anh tự cho rằng mình là người hướng nội hay là hướng ngoại ạ? Đọc câu hỏi này tôi thật sự không hiểu cái ý của cái câu hỏi này là gì, cho nên là tôi phải lên Google để search xem hướng nội hay là hướng ngoại nó là cái gì. Lý thuyết đặc điểm về hướng ngoại hướng nội là một chiều hướng trọng tâm thuộc về tâm lý học nhân cách. Người hướng ngoại có xu hướng thích giao lưu, quyết đoán tốt và thường quan tâm đến những yếu tố gây phấn khích như màu sắc, âm thanh, sự chuyển động. Những người hướng ngoại dễ gần và giao lưu. Những người hướng ngoại dễ gần và giao lưu, họ thường tỏ ra thích thú với xung quanh và lạc quan, nhiệt tình. Ngược lại, người hướng nội thường kín đáo, dè dặt hơn, họ ít đi lại và ít hòa đồng. Người hướng nội không nhất thiết là người cô đơn, nhưng họ thường có xu hướng hài lòng với việc có ít bạn bè. Người hướng nội thường không ưu tiên các hoạt động giao tiếp xã hội, nhưng không có nghĩa là họ lo lắng hay là nhút nhát, mà đơn thuần là họ không ưa các hoạt động này. Một người có thể có tính cách hoàn toàn hướng nội, hướng ngoại hoặc cân bằng giữa cả hai. Vậy ra hướng nội hay là hướng ngoại là ám chỉ về một xu hướng tính cách à? Thế mà tôi lại cứ tưởng cái câu hỏi này ý là hỏi mình là công hay là thụ. Ừ ok, theo bài viết trên Wiki thì tôi cảm thấy bản thân tôi khá là có xu hướng thích khám phá những cái thứ mới. Và cũng không ngại làm quen với những người bạn mới. Và thậm chí còn rất là thích xây dựng những mối quan hệ mới. Và tôi thấy tôi là một con người khá là lạc quan, vui vẻ, ngay cả trong những cái tình huống mà gọi là tồi tệ nhất. Các ông xem video là chắc cũng phần nào cảm nhận được cái tính cách của tôi nó như thế nào đúng không? Tuy nhiên thì tôi lại không thực sự hứng thú với những cái hoạt động xã hội mang tính ngoại giao cho lắm. Tại vì thời mà tôi học đại học ấy, ở trường tôi nó cũng có lập một số cái câu lạc bộ dành cho sinh viên, kiểu câu lạc bộ vẽ này, câu lạc bộ âm nhạc này, câu lạc bộ nhảy nhót gì đó. Nhưng mà tôi chẳng tham gia, tại vì tôi thấy cái trò nó thật mất thời gian. Và tôi cũng có xu hướng là gọi là phang thẳng mặt người khác những cái điều mà mình suy nghĩ. Chứ ít khi nào mà tôi để cái gì trong bụng làm gì cho nó đau dạ dày. Nhưng mà tôi thấy tôi cũng khá là có khả năng lắng nghe và quan sát đấy chứ. Thế nếu không làm sao mà tôi có thể xây dựng được một kênh YouTube được hơn 100.000 người đăng ký đúng không? Theo tôi tự đánh giá bản thân tôi thì tôi có khoảng 30% hướng nội và 70% là hướng ngoại. Thường thì theo như tôi quan sát cái bọn mà hướng ngoại hoàn toàn ấy, bọn đấy nó ngu lắm. Ví dụ như là bà chị gái tôi chẳng hạn, năm nay hơn 30 tuổi rồi mà nói chuyện đéo bao giờ suy nghĩ, rất dễ gần, rất nhiều bạn. Tuy nhiên thì bạn tốt cũng nhiều nhưng mà bạn chó thì cũng không ít. Theo như tôi thấy những cái người mà gọi là hướng ngoại hoàn toàn thường người ta hay bị lợi dụng lắm. Chứ còn như tôi toàn đi lợi dụng người ta thôi. Anh có nhiều bạn bè không? Tôi có khá là ít bạn bè. Tuy nhiên thì tôi cảm thấy cái việc nó ít bạn bè nó chưa bao giờ là vấn đề của tôi cả. Thực ra để mà nói thì tôi quen khá là nhiều người. Nhưng mà những cái người, con người mà gọi là đủ thân thiết để mình có thể coi người ta là một người bạn ấy, thì nó lại không nhiều. Vào cái thời điểm mà gọi là học cấp 2, cấp 3 ấy, tôi từng suy nghĩ là mình phải có thật là nhiều bạn. Mình phải đi mày em gọi là la liếm này, làm quen tất cả các lớp, từ khoa nọ cho đến khoa kia, để mình có thật là nhiều bạn chơi chung, để mình phải mở rộng mối quan hệ. Nhưng mà cho đến sau này thì tôi lại cảm thấy cái điều đấy nó thật là vô nghĩa. Nó chả để làm gì cả. Hồi đấy ấy, tôi còn khờ khạo và cả nể đến cái mức mà ai nhờ gì cũng giúp, ai vay tiền cũng cho vay. Thậm chí là nó vay nó đéo trả, nhưng mà mình vẫn chơi với nó. Thậm chí là biết nó đâm chọc, nó chơi xấu mình,
nhưng mà mình vẫn chơi với nó. Hay là kể cả những có những cái cuộc hẹn mà nó gọi mình đến, mình thực sự trong bụng là mình không muốn đi đâu, nhưng mà mình vẫn phải đi. Các bạn biết vì sao không? Tại vì cái tâm lý của tôi hồi đấy ấy, cái tâm lý của tôi hồi tôi năm 14, 15 tuổi ấy, cái tâm lý của tôi hồi đấy nó giống như là nếu như mà mình từ chối nó thì nó sẽ không chơi với mình nữa. Nhưng mà thật sự thì cho đến tận thời điểm bây giờ thì tôi cũng có liên lạc gì với mấy đứa đấy nữa đâu. Cái năm 2017 ấy là một cái năm mà gọi là cực kỳ tồi tệ đối với tôi. Cái năm đấy là tôi học năm thứ 2 đại học. Tôi vừa bị đuổi học, vừa bị đuổi việc, vừa xích mích với gia đình cho nên bị cắt tiền trợ cấp. Tôi đi lang thang giữa lòng thành phố Hà Nội như một thằng điên, và trong túi chỉ có đúng 1 triệu. Nhưng mà may lúc đó thì tôi vẫn còn cái xe máy cộng với cái điện thoại, thì tôi mới lấy 1 triệu đấy làm vốn ứng tiền hàng để đi ship. Tôi chạy ship từ 8 giờ sáng cho đến 9 giờ tối, một ngày cũng kiếm được khoảng hơn 600. Rồi mỗi ngày qua trôi qua như thế thì đến cuối tháng thì tôi cũng đúng hạn trả tiền phòng. Thì mọi chuyện nó vượt qua thì nó cũng như thế thôi. Tính đến hiện tại thì cái thời điểm đấy chính là cái thời điểm mà gọi là tăm tối nhất trong cuộc đời tôi, tính đến thời điểm bây giờ. Tôi không biết là trong tương lai liệu tôi có rơi vào trong cái tình huống mà nó tồi tệ hơn như thế nữa không. Nhưng mà tính đến cái thời điểm bây giờ thì cái thời điểm đấy chính là cái thời điểm mà gọi là kinh khủng nhất. Rồi sao? Ôi, cái đống bạn mà ngày xưa mình cố gắng mình làm quen, mình xã giao đối với chúng nó, chả có ai quan tâm và giúp đỡ được mình cái gì cả. Thật ra thì mình cũng không thể trách người ta được, tại vì ai cũng có được một cuộc sống riêng đúng không? Mình đâu có quyền mà bắt người ta phải dành thời gian của người ta ra để đến mà tâm sự với là hay là chia sẻ với mình được. Tuy nhiên chính vì thế cho nên là những người nào mà dành thời gian ra để chia sẻ với mình trong cái lúc khó khăn như thế thì tôi cực kỳ trân trọng. Tất nhiên là nó không nuôi được tôi qua cơn đói được bữa nào, hay là cho tôi vay được xu nào để đúng hạn trả tiền phòng. Tuy nhiên thì nó đã dành thời gian của nó ra để nó hỏi han và động viên mình. Nhưng mà đối với tôi thì chỉ có như thế là đủ. Và những người bạn đấy tôi vẫn còn giữ liên lạc cho đến tận bây giờ, thi thoảng khi nào lên Hà Nội chơi thì tôi lại hẹn. Và cho đến thời điểm hiện tại thì tôi còn có xu hướng là đóng cửa mọi những mối quan hệ xã giao lại, vì tôi cần bạn chứ không cần bè. À mà đối với tôi thì tôi không có định nghĩa về bạn thân nhá. Thân con cặp, thân ai đấy lo. Tôi chỉ có bạn tốt thôi. Bạn tốt là những người sẵn sàng dành thời gian ra để chia sẻ và động viên mình trong lúc mình gặp khó khăn. À vậy thì cuối cùng trả lời cho câu hỏi này, tôi có nhiều bạn không thì tôi ít bạn. Và tôi còn có xu hướng thanh lọc bớt những mối quan hệ không cần thiết. Anh đối phó như thế nào đối với các anti-fan ạ? À hôm nọ có mấy đứa nó mới chửi tôi là cái thằng có tài mà không có đức. Phải lồn ta làm cái gì mà bảo ta không có đức? Bộ ta giết người hay là cướp của hay gì? Mà đức nó là cái con cặc kìa vậy. Có ăn được không? Mấy ông tên là Đức mà tôi biết ấy, toàn gay với BD. Ơ vậy là Đức ăn được ấy chứ nhở? Anti-fan ạ, chúng mày ngu lắm. Nghệ sĩ ấy, nó nhục nhất là bị chê là bất tài. Chúng mày bảo là tao có tài là chúng mày đã thua từ nước đi ban đầu rồi. Tao ấy sợ nhất là không có tiền. Nếu mà chúng mày muốn làm tao tăng sông ấy thì chúng mày phải chửi là cái loại đã bất tài là còn đeo có tiền. Thấy? Thật ra là tôi đùa cho vui vậy thôi chứ anti-fan thì kể con mẹ chúng nó thôi. Mặc dù mấy lần tôi cũng nói rằng là tôi không sợ bọn anti-fan, nhưng mà thi thoảng mà đọc được những cái bình luận chúng nó chửi mình kiểu nó cay nghiệt quá ấy, thì mình cũng bực mình lắm. Ví dụ như là tôi đang vui vẻ như thế này thì không sao. Đấy, lúc nào mặt cười tươi này chửi đéo vấn đề gì hết. Nhưng mà hôm nào mà kiểu đang khó ở, đang bị táo bón chẳng hạn, mà đọc phải những cái comment nó chửi mình nó cay nghiệt quá thì mình cảm giác như là muốn đến đốt nhà nó luôn. Thật ra là anti-fan nó cũng có hai mặt lợi và hại. Hại thì chắc chắn là nó làm ảnh hưởng đến tinh thần của mình rồi. Còn cái lợi thì là nó đang báo hiệu rằng kênh của mình đang phát triển tốt. Tháng vừa rồi thì kênh của tôi đã cán mốc được khoảng 100.000 người đăng ký. Phát triển khá là tốt. Và kèm theo đó là một lượng bình luận chửi bới cũng tăng đột biến. Vì sao? Vì video của mình đang tiếp cận được nhiều người hơn. Và nếu nó tiếp cận được những người mà người ta thích xem video của mình thì người ta sẽ ấn đăng ký mình và người ta sẽ bấm like video của mình. Còn những người nào mà tiếp cận đúng cái thằng mà nó không thích mình ấy thì nó sẽ bấm dislike và đương nhiên nó sẽ đi kèm một comment chửi. Thì là nó có xem video của mình thì nó mới cà phím để nó chửi mình được chứ đúng không? Tháng 8 là cái tháng mà kênh của tôi nó gần như là bị chững lại. Lượt view và comment nó tụt hẳn xuống. Cái thời điểm đấy bói cũng đéo ra thằng anti-fan là luôn. Nên là bây giờ kênh của tôi có bị... Cho nên là bây giờ mà kênh của tôi có bị chửi nhiều ấy thì tôi nghĩ đấy là một dấu hiệu của sự may mắn. Mặc dù là mình cũng không thoải mái lắm. Mà gần đây là tôi không còn duyệt bình luận nữa. Có nghĩa là như thế này này. Nhưng mà những cái comment của các ông bình luận vào video của tôi ấy thì nó sẽ phân ra làm 3 cột. Một cột là tất cả những bình luận, cột 2 là giữ lại để xem xét, và cột 3 là có thể vi phạm. Thì hai cái cột là giữ lại để xem xét và cột có thể vi phạm là những cái comment nó chửi bới tôi. YouTube nó sẽ tự động nó giữ lại cho tôi kiểm duyệt.
Hiện tại thì tôi không còn làm công việc kiểm duyệt bình luận nữa, và những cái bình luận bị giữ ở trong hai cái cột đấy nó sẽ bị tự động xóa sau 60 ngày. Thì như thế này này, có rất là nhiều ông bình luận ủng hộ tôi, nhưng mà bình luận kiểu hơi một thô tục một tí, kiểu bịt mẹ Thành ấy, video của anh hay vãi lồn. Rõ ràng là cái câu đấy nó không hề có ác ý gì đối với tôi, đúng không? Nhưng mà YouTube nó chỉ là một cái máy, nó chỉ biết là trong cái câu bình luận đấy của các ông nó có từ tục tĩu thì nó sẽ tự động giữ lại, chứ nó không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa trong câu nói của các ông là gì. Mà chỉ có đấy, chỉ có tôi đọc được, tôi hiểu thì tôi mới giữ lại thôi. Nhưng mà hiện tại là tôi không còn làm công việc duyệt bình luận nữa, cho nên là các ông bình luận ấy thì các ông đừng nên bình luận những câu tục tĩu, tại vì YouTube nó giữ lại, tôi không đọc được và tôi cũng không thể phản hồi hay là thả tim cho các ông được. Mọi người bình luận như vậy nó mất công lắm nhá. Cho nên là bình luận tôi thì không vấn đề gì với việc nói tục cả, tại vì tôi là thằng nói bậy vãi lồn đấy. Nhưng mà nói chung là mọi người nên đừng nên bình luận có từ chửi bậy trong đấy thì tôi mới đọc được nhá. Thật ra thì từ lúc mà đạt được cái mốc 100.000 người đăng ký ở cái kênh này thì tôi cũng rất là vui, vì không ngờ là một thằng hạng tài như mình lại có thể làm được một cái điều gì đó mà lại được mọi người công nhận. Và tôi cũng nhìn lại cái cách ứng xử của tôi từ trước đến nay thì tôi thấy mình cũng sai nhiều điều. Những người nào mà theo dõi tôi từ cái hồi kênh của tôi mới còn được mấy nghìn người đăng ký ấy thì còn không lạ gì cái tính cách của tôi rồi, đúng không? Với những đứa anti fan nào mà vào đây chửi bới tôi, chỉ trích tôi hay là phản bác những ý kiến của tôi thì tôi sẽ vào và cãi tay đôi nói tới bến luôn. Mà nếu mà dám bày trò là bóc phốt tôi ấy thì tôi sẽ trả đũa lại theo đúng cái cách mà nó đã làm với tôi, nhưng mà theo cách tồi tệ hơn gấp 10 lần. Hay là đứa nào mà góp ý bậy bạ là tôi sẽ ghim thẳng cái bình luận của nó lên để dằn mặt những cái thằng nó có cùng tư tưởng. Nhưng mà đó là tôi ngày trước, còn tôi bây giờ khác rồi. Thẳng thắn để mà nói thì tôi thấy cái hành động đấy của tôi nó không hề sai, tại vì tôi là người bị động mà. Và bọn anti-fan luôn luôn là cái bọn mà nó châm ngòi trước. Nhưng mà tôi cũng không đúng, tại vì tôi thấy cái hành động đấy của tôi nó hoàn toàn vô nghĩa. Giả sử như là nếu mà cái thằng nó chửi tôi ấy, nó là một người, nó là một con người thật, là người ngoài đời mà tôi biết, và giả sử như là thằng hàng xóm nhà tôi đi chẳng hạn, nếu mà nó lên mạng nó chửi tôi ấy, tôi sẽ phát xác xuống tận nhà nó và vặt nó trụi không còn một cọng lông luôn. Nhưng mà đây nó lại là trên mạng, thì có thể là núp sau cái bàn phím nó có thể là một thằng bé 10 tuổi hoặc là một thằng cha ế vợ 40 tuổi nào đó, mình chẳng thể biết được. Vậy đi mình cãi nhau với cái bàn phím thì có phải là mình đang đi đánh nhau với cối xay gió không? Tôi đã dành quá nhiều thời gian cho cái bọn anti fan này và tôi quên mất rằng vẫn còn có rất là nhiều người ủng hộ tôi. Thực sự để mà nói thì khả năng tôi khá là tự tin vào khả năng võ mồm của tôi đấy. Ngày xưa thời đi shipper, thời còn là shipper ấy, tôi chinh chiến ở chợ Đồng Xuân suốt. Nhưng mà cứ cho là tôi thắng được cái bọn anti fan đi, nhưng mà cũng chẳng để làm gì cả. Thắng được chúng nó thì tôi vẫn là tôi. Tôi cũng chẳng thể trở thành một cái gì đó mà nó to lớn hơn được, mà tôi cũng chẳng thể nảy ra được một ý tưởng nào nó hay hơn để mà phục vụ những cái người, những cái bạn khán giả mà vẫn chờ video của mình hàng tuần. Nếu mà trong video nào mình cũng chỉ tập trung về chửi bới bọn anti fan thì người xem video của tôi, những người ủng hộ tôi, họ sẽ cảm thấy họ bị phớt lờ. Có đúng là như vậy không? Và chắc chắn là nếu mà cái tình trạng đấy nó cứ kéo dài thì chắc chắn là những người mà gọi là khán giả trung thành nhất của tôi, họ cũng sẽ quay lưng với tôi thôi. Đó chính là cái lý do mà tháng 8 chính là cái tháng mà gọi là kênh của tôi nó phát triển chậm hẳn lại. Tôi còn từng dành hẳn ra 10 phút ở cuối cái video talk show số 1 để chửi cái thằng anti-fan nó bóc phốt tôi ở trên Facebook, trong khi là tôi chưa từng dành ra được nổi 5 phút để cảm ơn những người đã từng ủng hộ mình. Các ông hiểu ý tôi đúng không? Tôi đang cảm ơn các ông đấy. Thông cảm đi, thực sự mấy vụ cảm ơn xén xúa này tôi ngại nói lắm. Đó chính là cái lý do mà cái video talk show số 1 lúc đầu có hơn 20 phút, bây giờ nó chỉ còn có hơn 14 phút. Tại vì tôi đã cắt cái đoạn mà tôi chửi thằng anti-fan đi rồi. Và kể cả những cái bình luận nó bị ghim hay là những cái bài đăng bóc phốt bọn anti-fan ở trên Facebook hay là trên tag cộng đồng, tôi cũng đã xóa hết sạch. Và thay vì dành thời gian ra để trả đũa bọn anti-fan thì tôi nghĩ rằng mình nên dành thời gian ra để tạo ra những cái ý tưởng mới nó hay ho hơn để mình phục vụ cho những người mà người ta ủng hộ mình. Gần đây là các ông thấy nội dung trên video của tôi thay đổi nhiều vãi lồn đúng không? Thật ra thì tôi cũng làm hơi bị quá, tại vì thật sự thì 50 bình luận mới có một cái bình luận nó chửi mình thôi. Tôi không mồm điêu đâu, các ông cứ nhìn cái lượt like và dislike của cái video này là biết. Và đã làm cái công việc này thì anti-fan thì YouTuber nào cũng có. Và tôi nghĩ là tôi chỉ cần đừng có đọc bình luận của chúng nó nữa là xong. Sau câu hỏi này thì tôi cũng khuyên là những người nào mà đang xem video này, kể cả bọn anti-fan, rằng là hãy dành thời gian ra cho những người mà yêu quý mình. Đừng dành thời gian, đừng phí thời gian cho những cái đứa mà mình không ưa. Nếu ghét cái mặt tao ấy thì tắt mẹ video đi, sang cái khác mà xem.
Tuy nhiên thì thực sự thì tôi vẫn luôn mong muốn sẽ có một ngày tôi tóm cổ được một thằng anti-fan nào đó ngoài đời và nhắt thẳng cái bàn phím vào lỗ đít của nó cho nó biết thế nào gọi là anh hùng bàn phím. Ok, thì talk show của chúng ta hôm nay là kết thúc và đây chính là bức tranh của bác Donald Trump.